Bạn gần hẹn đó thế? Gần ta thôi. Dạ? Yeah. Chắc có lại mẹ thấy với bạn thôi. À, được lắm. Có chút thấy với bạn thôi. À, ta lại mẹ chiêu đó hả? Dạ. À, là con mày cãi đó. À, nó lê bạn hẹn tiếp răng. À, là con vai cãi rồi đi bạn đó hả? À, dạ. Ủa ơ mô. Dạ, nó câu hoa đó. Con ăn hoa hả? Dạ. À, ông đi bạn lâu chưa? Dạ, lâu rồi. Con cãi đúng không? Dạ. Dạ. Yeah. À dạ. Yeah. Mình đi ăn chắc luôn. À ăn chắc luôn. Dạ, yeah. Ngay bạn được mày chút tơ. Mới trắm chứ hè. Giờ kia vô cái chấm mình kia cái nắm mày. Dạ. Khó khăn đấy. Vơ vơ bạc làm chi? Bố, bố, bố em mày thân em đúng. À mày với em đó, mày. Cha mẹ chết rồi. À là không còn vơ còn con hả? À hèn chi nghe là mẹ em mà tưởng muốn là mày được con đó chứ. Dạ. Yeah. À, và đi bạn về số sống hàng ngày thôi hả? Dạ, mình làm việc công chức thôi. Dạ, dạ, dạ. Chứ mô đạm mô là mình tự gạt. Dạ? Đạm mô là mình tự gạt. Đạm tự làm chứ? Là tự gạt. Mình gạt đạm hả? Là rắn hả? Làm gì trái gì cô. À, để chứ ngay thăm. À, cho họ, gia đình họ. Cho thang là gia đình cho họ. À, mà vì đang phải làm việc nữa. Mình làm việc công chức. À nhà ai có đảm là mình để mình giúp đỡ hả? À dạ là mình để giúp đỡ phụ dòng xe dòng cô rồi chứ họ dòng nhẹp nhà cửa đó dạ. À làm con đức rồi dạ tôi chứ bạn nắm lấy mày rồi dạ làm dân tuổi dân hả dân là 74 hả à dân sầu 1 sinh năm à 61 tuổi hả năm nay 5 tuổi rồi hả 5 tuổi đó à dạ à dạ dạ thôi có em anh Huyền ở bên Cali gửi tặng bạc 200.000 chúc bạc sức khỏe làm ăn may mắn dạ dạ rồi thôi chúc bạc mạnh khỏe làm ăn dạ năm nay 61 tuổi tuổi dân dạ yeah. Yeah. Dạ rồi thôi bạc đi bạn đã chiều con bụng tơ hả yeah. À dạ 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 cũng là chắc bạc cùng có chi đó cho nên là cũng không vợ con dạ đi bạn về sổ kiếm ăn hàng ngày trên đường yên vui bắt gặp hình ảnh bạn đang đi đoạn này là đường cũng là đường Lê Duẩn gần tại bến xe phía Bắc đây mọi người à, nơi đây có công viên hai chiều đoạn cầu Án Hòa dạ đi thăm bà con hướng ra hướng Bắc dạ chiều hôm nay dạ qua khỏi cầu Án Hòa là đường Lý Thái Tổ chứ không phải là đường Lê Duẩn nữa mọi người dạ ở đây mọi người thấy trước mặt có một cái lễ đài kính mừng lễ Phật Đản có lẽ đây là thuộc phường dạ của phường hay là khu vực chùa nào đây thuộc Án Hòa đấy mọi người đó là một cái lễ đài để mừng Phật Đản mùa Phật Đản sắp đến dạ ngay khu vực đầu công viên của đường Lý Thái Tổ hướng vào thành phố ở đây đoạn đây đèn xanh đèn đỏ có cái ngã ba đường Nguyễn Văn Linh dạ hướng về các khu công nghiệp rồi về Hương Sơ rồi đó mọi người và khu vực này là bến xe phía Bắc xe cổ rất là đông đây bến xe ngày nay nha mọi người buổi chiều thì vẫn có xe vào xe ra nhiều là cạnh là nhà máy bánh kẹo Huế vẫn có đầy đủ nhà máy bánh kẹo ăn uống ở ngoài đi thì bà con cũng có cắt lúa rồi mọi người đi trên đường thì bắt gặp hình ảnh là người dân phơi lúa trên cả cái lề đường giờ ảnh nặng
cho nên là bà con khi mùa vụ thì thường trải ra bên lề đường hoặc là khu vực nào mà đường vắng ít người đi thì người ta hay trải lúa ra để phơi trên đường cho nhanh khô. Thông thường một cái lần phơi thì lúa nó nhanh khẻng, thì nếu mà nắng to 35-37 độ thì phơi khoảng 3 nắng là lúa nó sẽ khô rồi, khẻng rồi đó mọi người. Chúng ta vừa qua cầu Thiều Sơn Triều Tây nha. Bên này thì có món đặc sản vịt Triều Tây. Qua cầu Từ Sơn thì đến cầu Quảng Rỡ, bà con tận dụng những cái đoạn đường lề đường nơi có nắng để phơi lúa. Ta đến đây thì bắt gặp đến hai cổng làng thôi. Bên kia là làng Triều Sơn và phía dưới đây là làng Lá Chữ. Với làng này chúng ta đi băng ngang qua cánh đồng rồi vào tới những khu nhà ở bà con, có thể đi vòng lên đến Thứ Hồ luôn đó mọi người. Đây, bên này trên cánh đồng đây lúa tổ vàng khe. Xa xa kia là có một cái cổng làng hướng cần. Ta đi đang đi trên đường quốc lộ 1A cho nên xe cộ chạy hơi nhiều. Đây có một cái trại trăng vịt. Đây là làng Quế Chữ, Lá Chữ, Quế Chữ, Hướng Chữ. Nằm trên tuyến đường quốc lộ 1 hướng ra phía bắc ra hướng Từ Hà đó mọi người. Đây có cái xe đầu kéo lúa về trong sân của bà con. Khu vực ngoài này, ngoài đi bà con làm ruộng cũng nhiều đó. Đó, bên kia là làng Liễu Cốc Thường. Bên dãy đường quốc lộ rất là nhiều ngôi làng. Đây ra đến ga Văn Xá mọi người. Văn Xá, và hướng về làng Văn Xá là bên này. Cũng là nằm trên tuyến đường quốc lộ 1A cho nên là phía đầu của các làng thì toàn là đồng ruộng với nghĩa địa. Đi qua các khu nghĩa địa đồng ruộng nó mới đến nhà bà con ở thôn xóm. Đi từ ngoài quốc lộ 1A mà không thể không ghé vào đây vì em vui có một cái sở thích đó là đi ngang các cái nhà thờ miếu đình làng xưa cổ kính đó mọi người. Có những cái kiến trúc em vui rất thích ngắm luôn. Đây cũng là một cái, có thể là những một cái nhà thờ, một cái miếu chí của bà con khu vực làng Văn Xá. Nhìn rất cổ kính. Cửa đây thì mới vừa xây dựng làm mới thì cửa bằng sắt hiện đại, còn lại cái kiến trúc thì rất là cổ này. Cũng là lập ngoại liệt, không gian bước vào thì ba gian cửa gỗ, cửa rương đó. Vườn này chắc có thể là cũng không lâu lắm, nhưng mà
nhìn cũng rất là cổ kính. Phía sau có thêm ngôi nhà. Đó, ngang về các làng quê thì có nhiều cái cảnh nhà thờ đình của bà con, xa xa nhìn bên cạnh đồng với các cái khu nhà ở nhìn rất là chân quê, nhưng tôi rất thích ngắm. Nơi đây cánh đồng này vừa rồi bị mưa gió nhiều sắp lũ hết mọi người, vất vả cho bà con. Một cánh đồng nhỏ nhỏ này bị hình như bị hết 2 phần rồi. Đây khu vực này làng Văn Xã. Đây vòng xuyến ba đường trắng đấy mọi người. Đây thì thuộc hướng vắng, nhưng mà qua khu vực đèn xanh đèn đỏ này có thể là thuộc Tử Hà nữa đấy. Hướng lên đường trắng rất là nhiều xe chạy từ hướng đường trắng về, bắt đầu ra khu vực Hà rồi nha. Dòng xe Bắc Nam chạy đến đường này, đó là đường trắng trắng Huế, trắng vào khu vực thành phố về đến Vai. Đây là cột Phú Hà đó đấy mọi người. Đây vòng xuyến ba đường trắng đấy mọi người. Đây thì thuộc hướng vắng, nhưng mà qua khu vực đèn xanh đèn đỏ này có thể là thuộc Tử Hà nữa đấy. Hướng lên đường trắng rất là nhiều xe chạy từ hướng đường trắng về, bắt đầu ra khu vực Hà rồi nha. Dòng xe Bắc Nam chạy đến đường này, đó là đường trắng trắng Huế, trắng vào khu vực thành phố về đến Vai. Đây là cột Phú Hà đó đấy mọi người. Đây một buổi chiều ngang qua khu vực trung tâm của phường Tử Hà. Đây khu vực này là khu hợp chợ Tử Hà đấy mọi người, hợp chợ trung tâm nhập các mặt hàng gia dụng áo quần. Chiều ngày qua thì Huế cũng chưa nắng nóng lắm. Bên trong là chợ, sau những ngày mưa lạnh thì Huế bây giờ cũng đang lé lói ánh nắng. 2-3 hôm nay và ngày nay cũng là ngày cuối tuần, nhiệt độ Huế thì cỡ khoảng 6-7 độ C thôi mọi người. Đây, chúng tôi đưa mọi người vào các cái đường phía sau chợ Tử Hà đấy, khu vực trung tâm của phường. Thì buổi chiều về thì cũng rất là nhiều mặt hàng bán buôn bên đường. Về ngồi bằng tre, có chúng ngồi bằng trứng. Đây, khu vực về sau chờ, trong chờ. Một buổi chờ chiều của Tử Hà. Khu vực trung tâm Tử Hà bây giờ trời nắng nổi lên thì sáng sủa ra. Trong những tháng trước em vui về đây ghi hình thì trời mưa tầm tạ, rồi tối tăm không thấy đường luôn. Bây giờ đi một buổi ngày buổi chiều sau nắng ấm thì mới nhận thấy ra nhiều quán nhà hàng, quán bia, quán nhà hàng giải khát bây giờ rất là nhiều. Mà không biết lượng khách đông vào giờ nào, có thể là giờ này chưa. Nhưng vui về đây lúc này là cũng 5 giờ chiều rồi mọi người. Hy vọng đâu đâu cũng làm ăn được khách. Đông
khách là có kinh tế ấm no được. Dạ, đây ngang qua những phố cổ cùng giáp ranh với đường đường quốc lộ 1A cũng vui vừa rẽ vào đó. Dạ. Nhà cửa bà con nói chung tương đối khang trang. Trung tâm thì lúc nào cũng dành cho giới, nói chung là người có tiền ở, còn người tiền thì về sâu sâu một tí, và đó là điều tất nhiên rồi. Ai làm ăn buôn bán kinh doanh đầu tư vốn liếng thì người ta đều ở mặt tiền, khu vực trung tâm thì về làm ăn, còn sinh sống làm nghề thì có thể là đi vào sâu hơn trong xóm, và gọi là vùng quê hay thành thị, nơi nơi là đều như vậy. Dạ. Đây thì có bưu điện, ngân hàng, trung tâm. Viên nơi đi bộ, thể dục, vui chơi giải trí của khu vực trung tâm Tử Hà này nữa. Dạ. Lễ Phật đản thì nơi nơi đều có những cái băng rôn kính mừng Phật đản cho mọi người. Đặc biệt ở Huế rất là nhiều chùa. Dạ. Giờ mà đi ngang cả ngôi chùa thì cũng là những cái công tác chuẩn bị cờ đèn lồng và để mừng lễ. Đây cánh đồng bà con đang trồng như trồng đầu trong me chứ đó, đang bơm thuốc. Và khu vực này có một cái phủ lành flat. Này là cái chi đây trung tâm tiệc cưới cùng lớn tại khu vực Tử Hà đó mọi người. Ngay bên đường quốc lộ 1 luôn. Nếu vui nhớ đi mấy tháng được thì công trình này đang xây dựng và bây giờ có thể đi vào hoạt động rồi thì phải. Rất là hoành tráng khu vực này. Trung tâm tiệc cưới đồ để cho bà con em tổ chức đám cưới này nó cần phải lên khu vực trung tâm thành phố nữa. Ngay tại khu vực địa phương mình cũng có để mà có những công trình lớn để hoặc cưới. Dạ, tiệc cưới đó. Trung tâm rất là lớn, nằm hai mặt tiền, mặt đường bên này và là phía đường quốc lộ 1. Đây là mặt trước của Phú Lân Plat. Dạ. Trang bị những cái cảnh đồ sổ đóng chào. Bên cạnh thì cũng có một cái trung tâm nhân quỷ. Và như vậy là trung tâm lớn mở ra thì trung tâm tù phải nấp bóng thôi, rất là nhỏ thôi. Dạ, chắc có lẽ là một chung. Đó là khu vực phường Tử Hà, thị xã Hương Trà, thành phố Huế hôm nay. Dạ, đi một đoạn nữa chúng ta sẽ ra đến chợ Án Lộ. Bây giờ nhà cửa đường xã đang xây dựng đổi mới nhiều lắm mọi người. Dạ, vài năm nữa thôi Huế sẽ thay đổi rất là nhiều vì thành phố mở rộng thì các xã lên phường thì những cái công trình xây dựng đường điện, đường trường trạm thì sẽ trong nay mai. Dạ.
cầu An Lộ ra đây mọi người. Cây cầu rất vững chắc nằm trên đường quốc lộ 1A. Băng ngang con sông Bồ. À, phía thượng nguồn của sông Bồ. Là cùng bên về thượng nguồn sông Hương. Vòng vo răng đón được mà về lại đến đây rồi chạy vòng về vô lại hướng này về Quảng Điền, Phong Điền và về đến hướng Hướng Phong và về với Phá Tam Giang và con sông này. Cái đường đi của con sông này rất là dài qua nhiều nơi và cũng như dòng sông Hương ở Huế có hai con sông lớn thì có thể là sông Bồ và sông Hương rồi. Dạ. Thượng trại sẽ lên Hiền Sĩ, phải là về Sìa. Dạ. Chúng ta thăm khu vực chợ An Lộ chiều nay nha. Ồ, một ngôi chợ trung tâm rất là lớn, trung tâm thương mại của bà con đây. Phong Điền. Dạ. Nói đi trực chờ thì đi nhiều chứ em vừa chưa từng vào phía trong chợ An Lộ. Nhưng mà nhìn cái quy mô diện tích thì cũng rất là rộng đấy mọi người. Đó. Vòng lưới đến phía sau này và đi dài dọc dài phía trước chúng ta vừa đi ngang đó. Dạ. Đó, phía sau dọc dài theo đường này luôn. Và phía trước là đường quốc lộ 1. Đi thẳng mình như đi thẳng về hướng này chúng ta sẽ về với Sìa, Vác Sìa nha. Trung tâm của Phong Điền. À, bây giờ không thiếu những cái mặt hàng gì nữa. Điện tử. À, chúng ta vừa ngang qua một ngôi chùa. Nhà hàng dạy khác đủ kiến trúc mới bây giờ tại các làng quê. Dạ. Nơi nơi đều xây dựng nhà cửa. Dạ. Con đường lớn này đưa chúng ta về đến Sìa luôn đây mọi người. À, khoảng 9 km nữa mới về đến được thị trấn Sìa. Dạ. Và video chiều hôm nay cũng khá dài. Cho em vui tạm dừng video nha mọi người. Dạ, khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, ủng hộ em vui. Để luôn đồng hành cùng em vui trong những video sắp tới. Yeah. Rồi em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.